Thôi nè, cả nhà mình vui vẻ lên nè. Tại vì con có một chuyện hệ trọng muốn báo với mọi người. Chuyện gì? Con nghiêm trọng vậy? Tuần sau con sẽ dẫn bạn gái về nhà. Cái gì? Đó là cái vấn đề mà hôm nọ anh trai con là anh Vũ đó, dạ, đã thông báo một tin rất là quan trọng. Con nhắc lại cho mẹ nhớ. Thông tin đó là thông tin gì? Dạ thưa mẹ, con không nhớ. Cái đồ vô tâm. Tôi nghe hết. Vũ nó thông báo là trường nó tăng học phí. Tôi như vậy nè, bây giờ nhà mình đừng như bình thường nữa. Mình phải khác thường. Tại cái gì bình thường thì nó sẽ là bình thường. Cái gì khác thường sẽ làm cho người ta ấn tượng. Nhưng mà ba ơi, bình thường gia đình mình cũng khác thường rồi. À, vậy muốn gia đình mình khác thường là gia đình mình phải bình thường. Không, cái khác thường của gia đình mình mọi khi đó là cái điều bình thường. Còn bây giờ, ngoài cái chữ khác thường đó ra, nó phải có một cái nấc khác thường khác nữa, thì nó mới không bình thường đối với người khác. Là bình thường một cách khác thường. Dạ. Chính xác. Rồi ai đứng? Ai đứng cũng được. Cũng vui lắm sao cười. Hả? Cầm lấy. Cầm. Cái gì vậy? Dạ, cái gì vậy bác? Từ nay trở đi, đừng hòng bén mảng với con trai tôi nữa nha. Nên mở ra. Mở ra vào, lấy nó, bỏ vô miệng ăn đi. Bánh đó. Dạ, con chào bác. Mẹ. Chưa biết người là ai mở miệng ra chào bác hả? Dạ. Bởi mình mãi nắm tay trong hai bờ ao, một gia đình mãi.